10 ngôi sao thi đấu kỳ Euro cuối cùng. Euro 2024 sẽ là giải đấu để nhiều cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric hay Manuel Neuer hướng đến vinh quang cuối sự nghiệp. Toni Kroos xác nhận sẽ giải nghệ sau Euro 2024. Euro là danh hiệu lớn duy nhất Kroos chưa đạt được trong sự nghiệp dù đã dự 3 kỳ giải. Đồng đội của Kroos ở Real là Luka Modric cũng hướng đến giải đấu lớn cuối cùng hè này. Các tiền vệ khác như N'Golo Kan, Jorginho, Kevin De Bruyne cũng sẽ chơi kỳ Euro cuối cùng, còn hậu vệ Virgil van Dijk có thể từ giã tuyển Hà Lan dù mới lần đầu dự Euro. Cuối cùng và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong danh sách là Cristiano Ronaldo. CR7 chưa nói về khả năng giã từ đội tuyển và một số nguồn tin cho rằng anh muốn dự World Cup 2026. Nhưng điều này vẫn là ẩn số bởi khi đó Ronaldo sẽ 41 tuổi và chưa chắc giữ được thể lực, phong độ như hiện tại. Anh từng giúp Bồ Đào Nha vô địch năm 2016 trên đất Pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.